Xin chào tất cả các bạn nha. Video này em giới thiệu các bạn tham gia một dự án Leon nhận 1.000 tục cần Leon các bạn. Thì một tục cần Leon này là khoảng 0.2 UDT đã list trên sàn giao dịch là BakerSwap các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở Telegram, các bạn bấm nút start nha các bạn. Sau khi bấm start xong thì bấm join airdrop nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join vào kênh Telegram, nhóm chat nha, kênh Chiller, follow tại Twitter và retweet các bạn, và subscribe kênh YouTube nè. Rồi bạn bấm submit đi tên. Vì mình đã làm một cái video nên tự động nó hết pin, nó tắt nguồn nên mình mất làm, mình đã làm xong rồi. Rồi thôi bạn join nhóm chat, nhóm Chiller không thì bạn bấm join nha các bạn. Rồi các bạn gọi là đường link tại Twitter và profile của mình nha các bạn. Rồi các bạn vào đây các bạn subscribe kênh YouTube của nó, rồi bạn gửi đường link YouTube của nó của mình cho nó nè các bạn. Sau khi các bạn gửi đường link YouTube của mình thì các bạn tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB PS20 nè. Các bạn có thể dùng trên địa chỉ Chocolate nha các bạn, hoặc là với Safiban. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH ấy, BNB sắp trên nè các bạn. Sorry các bạn nha. Rồi các bạn gửi cho bot nè các bạn. Tục cần này hiện tại trong chương trình bán hàng VSEL nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Rồi tiếp tục thì bạn join vào một người rớp visa của nó nè các bạn. Công ty cũng don. Rồi nó có từ tweet tweet bot không thì bấm set. Tiếp tục thì bấm vào sao tiếp đi đấy, liên kết mình sẽ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tục cần nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp nhận 1.000 tập cần Leon đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.